Bồng xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Nông Minh quê tôi nha. Chào cả nhà. Chiều nay hai anh em có sắm một cái lú lú này thì là cái lú miệng nha cả nhà. Lú miệng gọi là lú dành. Nhầm chỗ thì kêu bằng là lú đuôi chuột nữa. Có thay lú đuôi chuột. Lú đuôi chuột. Em thì khúc đầu nó bự nè, cái chốt nhỏ ngay sao như cái đuôi chuột cái đó. Dạ. Ở đây thì mình kêu bằng là lú miệng, tùy theo người kêu chứ không không có cố định một cái tên nào đó. Cái lú này thì lỗ ở đuôi là một phân nha cả nhà, thì mình sẽ đặt ở dưới sông á, đặt ở dưới sông sau nhà này nè, mình đặt tép thì hồi tối kiếm lấy đèn ra gọi thì tép đi nhóc hết trơn, mà mua trước một cái thử đặt có chạy không. Chạy thì mai mình sắm thêm cái nữa. Lú này thì ở chợ bán 100 101 một cái, cũng tùy loại. Nó có một loại là lưới nó cộng bự hơn là 100 108 vậy, chứ lưới cộng nhỏ nhỏ nè đặt nó êm hơn, kiểu như nó nha. nhạy hơn lưới to. À, lưới to thì đặt cho ví dụ như cua rồi thì êm, chứ đặt tép rồi là xài xài nhỏ này em hơn nè. Ở dưới sông này thì mùa này thường giống, nó gọi là tép nhưng mà nó cái hình nó giống như con thẻ vậy đó, nó hơi sậm màu hơn con thẻ. Con tép mặt đất á, nó Dạ. cái dạng như tép mặt đất chứ nó không phải, nó cũng lớn con lắm à. Dạ. Nó cũng cỡ con tay út, hơn tay út luôn á. Ở đây thì em hai sẽ cột hai cái cây gọi là cây đài nha cả nhà, thì là mình làm cái miệng rồi mình đem ra ngoài sau cái sông này mình đặt. Rồi hiện tại thì anh hai cũng đã làm cái lú xong rồi cả nhà, giờ anh hai sẽ lội qua bên phía bên đó để mình đặt. Chừng nào thâm thì chắc mới kéo cái xuồng kia về mình thâm. Bây giờ đặt thì phải lội xuống mới đặt được. Anh hai thì chọn địa điểm mình đó chỗ trống, nhưng mà mình sẽ đặt gần gần cái mấy cái nhánh chà, tại thường con mấy con tép con cá đi vô mấy cái đám chà đi ra sâu anh hai, ngang ngang dây mà mình đặt đừng có ra ngoài quá, ra ngoài quá chỗ này tới chỗ này là đất đặng nè, tại anh dò cái chân á. Dạ. Đặt chỗ này đâm vô là vừa rồi, chỗ đâm vô hồi mình cầm bọc gì? Cầm cái cây ở ngoài đang mình lấy bọc nữa, tại cái đó là sát mí xong rồi ra ra ngoài cũng không có nhiêu, mình cầm cái cây cho thấy. Trước cái nhà thì gọi đèn ở dưới đây nè, với buổi chiều tối á là tép nó đi theo cái lần này là nhiều lắm. Ở bên đây thì chà quá, với ngay chân cái đường thì mình đặt không có được, mình chọn địa điểm là ở bên phía bên đó để mình đặt. Ngắn vậy vô được nữa bên đây? Ngắn vậy vô được nữa không? Ở trong nó có trà gian nè, đặt lấn lấn xích ra ngoài nè, thẳng thẳng miệng chưa, thẳng hả, hay là muốn đặt sâu vô, nó sâu vô là cho nó cạn cái đó à. Mình đặt hơi lấn vô trong một xíu cũng được, tại nó đi em thấy đi nó đi cũng cạn á. Đi gặp mé vậy? Dạ, bữa trước gọi đèn thì thấy nó đi gặp mé nhiều, vô cả nửa thước nữa ha. Dạ. Biết sao không? Đặt gì thì nó tân tân, còn đặt sâu vô trong thì cái đại nó lú cái lú lên á. Dạ. Để mình đè xích xuống được. Hồi sớm em mua cái lú này mà quên đếm thử nó mấy dành. 2, 4 mấy dành à? 6, 8, 10, 12, 14, 16 dành.
lú nhiều dành nó dài nó thông cái lú nó êm. Dạ. Ở bên đây bụi rậm quá. Ở phía đằng kia một xíu thì cũng có chú Ly đặt mấy cái đặng nữa. Mà mình đặt thử tại tối thấy chỗ này nó cũng đi quá nè. Đặt thử chỗ này xem sao. Này cũng êm nè, coi như cái co này êm nè. Dạ. Giờ kiếm cái gì ăn chụm mua gốc rồi đó ta. Giờ mình kiếm cái bọc cột vô. Cầm thêm cái cây đó nữa. Cây này mong buộc vô đây. Dây cho cao cao thấy chứ còn cầm chứ nó thấp quá. Hai đang cột thì cái cây để mình treo cái bọc để cho nó cho người ta đi á, thằng thấy khỏi da vào, nhưng mà sát trong mé đó thì không sao, tại đường kinh cấp này người ta đắp đập, người ta làm lộ ở ngoài kia nên ghe lớn nó cũng ít chạy lắm, chỉ có mấy cái chiếc xuồng. Khi đặt lú xong thì chiều nay cũng có chuẩn bị ít thịt với sườn, thì thịt chiều nay mình sẽ ghim trứng cút nha cả nhà, còn sườn thì nấu canh bí đao. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Con chào mọi chú. Phúc đang phá gì vậy? Phá hả? Không đó. Ồ, bí đao này non rồi, không nên mất được. Thịt ở đây thì mua miếng ba gọi với miếng nó hơi thịt, có này có kia, còn sườn này thì mua sườn cộng, mấy cái cây dài dài hồi mình cắt lại, chặt lại cho nó ngắn, mình nấu bí đao, lâu rồi không ăn bí đao. Nắng nóng này ăn bí đao cho giải nhiệt. Mong là cái lú đó sẽ ngày mai sẽ trúng mánh. Trúng mánh đặng mình đổi món được. Không ngờ biết lâu không ăn chung tét. Ánh thì mua thêm một cái nữa mình đặt cái xích ra ngoài kiếm chỗ đặt với giá tối chứ đi về thì dưới sông lớn á, là thấy người ta bơi xuồng đặt lú đặt gì dân lưới nhóc hết trơn luôn, sáng là thấy để thao thao gỗ gỗ ra bán á mẹ. Cái này làm như vô con nước hay gì đó. Vô nước thì quá cá trời đâu ấy, cá nâu không bồn gọi đèn quá trời thấy nhiều quá à, mà đi mua lú đặt đáng lý ra là người ta trong đèn nữa đó. Ừ. Trong đèn thế nó sáng sáng cái nó vô hả? Dạ. Kiểu gì? Nó trong cái bóng đèn ở chỗ cái đuôi lú á, cho nó đi vô. Mời cô chú à. Nữa. Con hát bài gì? Qua đây nè. Qua đây nè. Trời, qua đây. Rồi, qua đây nè hát. Ca lớn lên nghe con, ca nhỏ nhỏ lên nghe, ca từ từ thôi. Dạ. Ừ, dạ. Dạ. Ai hờ cháu nhau trường ra đây, mẹ là quay là mua thật hay. Cô dạy mẹ là mua cháu là cô, trường của cháu đây là trường mầm no. Wow. Hay quá ta. Hay quá ta. Bữa nay chế hai đâu rồi Phúc? Dạ, chứ hai có vậy. Với hai bữa nay không lên hả? Ôn bài thi. Thi chưa gọi nữa. Cái cục này thì hơi thịt nhiều hả mà. Ừ, thịt nhiều. Ghim này, ghim ba gọi nó có mỡ mỡ nó mới ra, còn thịt nhiều này chắc nó hơi dính quá. Dính. Thịt người ta mỡ khoái nè. Không ăn mỡ rồi thấy thịt mình khoái, còn mấy người ăn mỡ người ta chê. Thịt không thì nó cứt, không mỡ vô thì nó mềm. Có mua 30 trứng cút để mình ghim với thịt nha cả nhà. Đây sẽ luộc một xíu mình lột cho dễ. 30 thì ít quá ta. Có cái nào không luộc mà lột được không ta? Được à. Thì mình ốp gốc hành, đâm gốc hành mình ốp cho thơm. Đây, đường.
quá trời cái này xe chạy à. Ừ, ít thật lên. Dưới đây hơi ồn. Ít nước mắm nè. Cái gốc hành này mình ốp vô nha thêm quá. Thường thường mình thấy mình lấy gốc hành cũng thơm thơm. Cái nào cái củ hành cũng dính thơm. Thơm hơn tỏi. Mà lúc nó mắc thì mình làm tỏi. Lúc nó rẻ thì mình làm gốc. Cái này cái chùm hành Vĩnh Châu này cũng rẻ. Nhìn sơ cho nó đều nha. Đi đào cái mà không sẹo. Bí đao này thì ăn bí đao mát. Ừ, uống nước bí đao rồi đó. Nước bí đao thì lửa sẽ già, nấu nó còn canh lửa cho nó. Hôm trước em coi được cái liếm nào mà lấy bí đao này nấu nè. Lấy trái già chưa uống khô khô á, cái mình đem đi mình nấu cũng được. Dạ. Còn không thôi nấu xong bí đao thì trái tươi. Dạ. Ít gốc hành hồi nãy mình thử luôn. Hành thơm. Gì cơ? Thịt kho. Thịt chiên trứng cút. Để không con? Thịt trứng cút sao? Đó, trứng cút đó. Cô đang ấy ra rửa đó. Rửa rồi lát lột đó con. Nè. Để con lột tiếp cho. Con lột được không? Được hả? Con lột tiếp hả? Được không Vĩnh Phúc? Được. Úc thấy con làm nhanh quá rồi bể hết nha. Dạ. Cái gì chứ lột cũng khéo tay lắm đó. Lột khéo tay mà bể một chứ. Bể chứ hả? Bể chứng đây hả? Dạ. Rồi. Sao không giấu đi, khoe lên chứ vậy? Thì mấy con làm giỏi lắm, không có bể. Phi tan luôn đi, bỏ vô bể phi tan luôn. Làm từ từ thôi con. Đúng rồi. Cái này lòng đào không? Chưa, tại cái chỗ đó nó bị nó trống thôi chứ không phải lòng đào con. Nó cũng chín hết rồi. Cái lòng đào thì nó keo. Lòng đào là sao Phúc? Lòng đào là nó mới hồng. Lòng hồng là lòng đào rồi. Biết cái chứ. Hồng hồng luôn. Hay dữ ta. Quá trời nghẹt mũi. Lột có chảy miếng không Phúc? Chảy luôn hả? Nãy giờ thèm biết muốn đi bể. Thèm chứng bể hả? Lột đi rồi ngồi ăn. Cái này Vĩnh Phúc biết phụ lột trứng nữa nha. Rồi bể dữ luôn rồi. Chắc cố tình chứ gì. Cố tình phải không? Cố tình mới ăn luôn. Trời. Biết luôn, cố tình luôn. Lột không bể ra mới thưởng nha. Lột bể là phạt á. Còn gì bố tao đớt rồi. Còn gì nữa đâu. Bỏ miệng đi. Cái vỏ còn dính kìa. Lấy vỏ ra. Ủi vỏ ra hết không? Ủi ra đi rồi hả anh? Còn gì nữa đâu. Lộm luôn hả? Lộm luôn hả? Lộm. Nhé nữa. Này. Rồi lộm lộm đi. Mày cái nhà dễ khóa luôn. Lại nấu gì nữa vậy? Sinh tố đu đủ. Bẻ được trái đu đủ chín mà xây sinh tố uống cho nó mát. Quá à, ừ. Vĩnh Phúc ăn không? Dạ. Ăn chín tố không con? Ăn chín tố không? Dạ. Rồi mời cái nhà, mời cái nhà dùng luôn, dùng chín tố đu đủ. Cho qua phiền ly. Dạ, thế thì xíu mới uống được. Rồi con lọc sao con uống được? Lọc xong đi rồi uống. Xong đi qua uống. Gì, rửa tay đi, đi qua. Rửa tay đi qua. Để tay. Thôi để đó, con vừa lột cho uống được. Rửa đâu? Rửa gì nữa đâu ngoài vậy? Thôi lột cái này. Lột cái này hồi hết đủ để làm nha. Còn gì nữa đâu. Thôi con. Ngon hết chết luôn à. Ngọt hết. Ủa? Mà cả nhà uống sương tố. 30 đó. Hỏi nhiều. Mát quá mát luôn. Rồi, đủ. Này mấy cây đu đủ rồi còn 1-2 trái nè. Hạn quá ra trái không nổi được. Dạ. Mưa đu đủ ra mới nhiều. Quá trời ngon. Rảnh rảnh thì xây cái này uống cho nó dễ khát. Thịt ghim thì ở đây mẹ xào cho nó săn ngoài đấy luôn, cho nó ra mỡ. Mỡ này chắc ít mỡ. Ít mỡ chắc không ra nhiều rồi. Để đi.
Rồi từng ớt vô. Màu tương ớt tươi thấy ngon quá à. Cái tương ớt này nó cay nè, rồi cái mình không dám cho nhiều chứ không thôi làm món này mất đưa mẹ miếng tương cà. Dạ, mình tương ớt gì vừa thôi để cho tương phúc à. Thôi cay. Cho tương cà vô thơm cho nó có màu. Con chậu vào cái chút. Rồi lên nó chuyển nó cười. Từ từ bắt đầu nó mới chuyển màu. Ừ. Cái ngon quá nè, màu đẹp quá nè. Cô mời ông bà cô chú được sinh tố với con. Rồi. Cầm đàng hoàng con để đó. Quậy lên cho nước. Rất là nhịn nè. Uống nấu nồi canh chứ để mọi uống nước uống canh này tưởng giống như uống đá mè chứ. Uống hết ly đó ông Phúc à, không à. Út ăn cơm nổi không chạy. Út vừa cúp máy là Út hết ly rồi đó. Hết ly rồi đó. Thôi để chờ đi xe này chút xíu ăn uống. Kệ uống đi con, uống nước này nó cũng mau tiêu mà ăn cơm nổi hết trơn à. Đi, sợ hồi đi. Nó hồi nó chảy hết trơn rồi đâu có ăn đâu uống ngon nữa. Như ăn cháo vậy. Giống như cháo ta. Ừ, sinh tố mà. Để nãy giờ chảy nước đá rồi. Trời lại cái này. Cái ngon quá. Chèn hết nước mắm được. Trời chân cút vô nè. Vậy nấu cây gì nó cũng không bất lạnh. Hỏi thì sao cho thịt xăng để chấm thêm cũng hết ra cái đi tinh tố này hả? Ừ. Dễ luôn. Chỉ cho nữa chưa nhấn sao nhấn hết anh con thì đi rồi cho đó thôi đừng có ngọt tinh tố là ngọt là cái có ăn tinh tố làm có sữa rồi sữa với đu đủ nó ngọt mình khỏi cho đường vô ho quá rồi uống nước đá này ho thêm không ta. Ăn mấy giờ tan hết. Để uống đu đủ này cho tốt cho tiêu hóa. Đưa cao lên. Chảy. Để nó giờ tan hết trơn rồi. Chảy quá chảy cái nước này. Ngon à. Mặt cả nhà thấy chứ cũng niêm đồ niêm luôn. Đường ngọt, niêm, muối. Muối. Bí đào này em phải uống cái trà bí đào á, cái chai hoặc là bịch á, uống nó cũng nghe thơm. Cái sâm bí đào mình lấy cái trái già mình nấu với rau bắp với lá dứa nó uống cũng nghe cái mùi cái vị cũng thơm y chang như sâm bí đào vậy. Dạ. Sệt luôn ha. Sệt. Mình ghim này thì mình làm hơi sệt. Nhưng mà dở cái nãy cái cục thịt ở trong thì em tưởng nó có mỡ nhưng mà không có. Cái này thịt nhiều hơn mỡ nha. Kệ làm gì cũng ngon à. Miếng thịt miếng mỡ bóng lưỡng. Giang cái này có mở mở vô cái nó bóng cái cục thịt luôn. Cầm chín một cái chè này để vô. Canh bí đao. Hôm nay ăn hai món thịt. Ơi mẹ ơi, còn trái dưa hấu. Trái dưa hấu con để trên tủ á. Đây nãy con để cho nó lạnh lạnh. Dạ.
Con gì thơm á, có hành lá vô thơm, hành rồi tiêu vô nó mới thơm. Hôm qua để đồ ở ngoài kia, ngoài sau sàn nước, cái con chó tha mất tiêu cũng cây giá này nè. Đó, chịu được chà. Chó đó đâu lại vậy? Nó đâu lại. Bây giờ gia đình con đã làm cơm xong rồi. Con mẹ ông bà ngoại. Chưa, ông bà cô chú. Con mẹ ông bà cô chú, con mẹ ông bà ngoại, con mẹ ba mẹ, con mẹ út. Ủa? Rồi, rồi ăn đi con. Rồi, rồi cho ăn cơm nè. Không có lên. Mời cả nhà dùng cơm. Rồi, xin mời cả nhà dùng cơm chúng gia đình mình luôn. Dùng cơm luôn. Cả nhà dùng cơm. Chính thức có cười quá. Kiếm. Gì sao ăn tráng miệng trước rồi? Ăn đồ ngon miệng một cái. Ăn đồ ngon miệng cái hả? Có đồ tráng miệng nữa, đồ ngon miệng hả? Nay không có chị Hai buồn không Phúc? Không luôn hả? Biết buồn gì đâu. Cái gì? Biết vui không chứ có biết buồn gì đâu. Ủa, ai làm miếng dưa hấu này? Mẹ con. Mẹ giúp cho con. Vậy ai cắn miếng hết trơn? Đừng ai cắn không? Chắc không nữa. Ngon không? Lặng mạn luôn rồi. Tao không biết thưởng thức nữa. Có cay cay không? Mặn mặn ngọt ngọt. Không. Cay cay luôn. Ừ, đúng rồi đó. Ăn miếng cơm, ăn miếng dưa hấu gì chơi dễ nước á. Mặn mặn ngọt. Ai coi. Cái gì? Dính miếng gần hay gì rồi? Dính miếng gần mấy gần. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Ủa, da cô khéo không được. Da đang ăn. Bỏ hủ. Ờ, miếng da. Nghe hết đi. Ừ, nghe hết luôn. Chắc sơ tống giảm. Hết nói chuyện được luôn hả? Ém vô miệng hết nói chuyện được rồi. Ngon không Phúc? Trả lời đàng hoàng không? Dạ. Rồi có chén nước súp nữa. Chén nước súp à. Hấp đi chai cơm nóng á. Hụt về đây quá. Chai qua coi. Ừ. Nghe đàng hoàng. Ăn miếng cút rồi Phúc, nãy rồi ăn không còn rồi. Rồi bà gái ta. Dạ. Dạ. Út đăng ký nhiều trứng cút đây. Nhiều trứng cút rồi. 20. Mua 30 mà ăn có 20 rồi. Mua 30 hồi nãy con ăn hết đâu 3-4 trứng rồi. Bây giờ ăn 20. Lọc bể rồi ăn 20. Ăn sơ sơ hết mấy trứng rồi. Vô cục gần thôi nhé. Chúng cục gần. Nhà không nổi luôn. Thảo hôm qua lên hỏi Út. Út về thì vừa công an nhiêu điểm mốt hỏi môn gì môn gì có thể ở nhà luôn đang ôn bài. Còn Phúc thi vô ngành gì Phúc? Đóng kịch cho sói. Đóng kịch cho sói. Không biết Út hỏi con lớn là thi ngành diễn viên hả? Diễn viên công an. Diễn viên công an. Diễn viên công an. Hồi lúc đó con còn nhỏ. Hồi lúc á, cô Liên hồi nhỏ, mẹ con á, giúp Liên cái vụ á. Lúc đó nó còn biết con đầu nữa. Lúc chứ Hai còn nhỏ, còn chưa quá. Lúc nó còn dưới mắt cá. Chứ Hai rồi đó mới có 3 tuổi, nhỏ hơn con nữa.
nói được câu là tàn bữa cơm. Thì sao bữa nay với hai lớn rồi con? Ừ, với hai thằng trước. Mỗi nó lần nữa, nói rồi nó chết quất luôn. Trước kia nói 40-50 luôn. Dưới nó cần như vậy nè, cho nó dễ múc không? Dưới nó cần không? Hút đường đó trời, ghê không? Ôi, hồi múc về cho bé không? Thảo ngất. Cái gì con? Anh ba nhậu không? Rồi ăn đi, ăn cơm, ăn cơm đi, không có ăn nhậu. Cơm đi, bữa khác nhậu. Bữa khác nhậu. Bữa khác không có biết nhậu đâu. Thì không biết thôi. Nãy giờ công nhận nóng nóng dữ thiệt luôn. Nóng hết luôn. Từ giấc cơm 12 trở về sau chiều chiều là nóng một cái luôn. Miếng thịt mình làm cho nó gan cho nó nhưng mà khô luôn nó thấm vô ngon nha. Này mà nếu mà nêm hơi cứng xíu là nó gút tới là mặn dữ luôn á, khỏi chấm á. Chiều con mua con với anh hai đặt thử cái lú dưới sông nha. Mai thử rồi chạy em, nếu chạy mình mua thêm cái nữa. Đúng rồi. Đặt hai cái kiếm tép anh. Đúng rồi. Hôm qua con gọi á, con thấy tép nhóc á chứ. Cũng có tép luôn như chạy. Dạ, tép bự bự không mà chứ. Và sao năm nay có mực nữa chứ. Bữa đó cha bắt một con rồi con bắt hai con nữa. Mà giật cái bẩn quả luôn. Dạ. Cái đó được mình ở ngoài trong cái ngoài chắc đi vớt cái ham ta. Nhiều. Ừ. Ủa bắt một cái sao. Mực nếu mà cái sai nhỏ nhỏ vậy là có thể là nhiều á. Chứ đúng, nếu mà con bự á. Dạ. Bắt lượn với sao đó vậy đó. Mà chiều điện hỏi công nhân có cái chằng hãng mình nếu mà có cá mình quay cái chằng hãng của công nhân bữa. Tại mấy cái chàng hãng đó nếu mà chạy cá chạy tôm là nhiều lắm. Làm như không gài ngay con nước đó không chừng có rồi. Dạ. Yeah. Nó đang rút cái mẫn lên đó. Nó không có gẹm nữa mẹ. Gọi đèn xuống ngang con mắt sáng giờ bảnh hết biết à. Dạ. Yeah. Thấy ham. Giờ này là bắt đầu thấy nè, thấy nó nhập cặp mẹ. Bữa nào cũng lên ra đó là dòm hết trơn. Phố kỳ khoái bắt lên đang nuôi. Làm luôn. Vừa bắt lên là nó hết chữa được rồi. Ừ. Nuôi trong chứ. Nuôi trong nước nóng hay nuôi trong nước lạnh không? Dạ nước mát. Nước mát. Tức là nuôi trong nước nóng nha. Chắc đem gì ra ra trong hơi nắng luôn. Trời ơi làm mực khô luôn kìa. Cá đối bữa nay dưới sông thấy bự hơn bữa hổm rồi đó chăng, gấp đôi bữa hổm rồi. Bữa nay cả hơn 2 ngón xíu rồi. Cá nước trong trong á mới câu được. Nước đục câu nó dính. Dạ, cấp này nước trong lại rồi đó. Bữa nào mình câu thử kiếm chỗ nào mà nó quằn quằn cái cục nước á chăng, cái sâu sâu á nó gom lại. Đúng rồi. Hả? Bỏ bắt nửa sau đó cho canh với bánh. Ừ. Thấy cái sao có mực, cô nhớ biển mà. Ở ngoài biển mới có, nhưng mà ở ngoài biển hình như xả cống hay gì đó rồi mực nó tràn vô, nó đi vô. Nó bơi vô trong đây nữa. Rồi ăn. Là biển ở đâu? Biển ở ngoài Khánh Hội á. Hội từ biển sáng rồi. Rồi hỏi Khánh Hội ở đâu nữa. Rồi ăn được ạ. À. Đâu còn mở vô còn mở mẹ lắm á. Cơm rồi. Có bò vậy ba? Có thai cái trứng này đâu mà. Ừ. Nhảy. Còn sống á. Nhảy luôn. Út bò. Hả? Nãy giờ nhiêu cái trứng rồi. Con ăn Út đâu biết đâu, Út đâu điếp đâu. Nãy giờ nhiêu trứng? 12 à. Trời ơi. Nãy 20 giờ còn 12 à, tuột lại hả? Thế 20. Ừ. Nhưng bây giờ mẹ hồi xuống chứ cái trứng nó cũng thấm vô cũng ngon nha. Dạ. Hổng giờ ăn rau quá rồi, bữa nay mình ngưng ăn rau một bữa. Đổi trái này trái kia mình vô. Cầm trứng lên, cầm trứng lên.
cho chén sát vô con để không nó đổ á. Ăn giống cơm tiệm quá ta. Có chén nước luôn đó. Múc canh mà lựa hành múc. Coi vô coi. Đi chưa?